Chào các bác nhé. Đây là một cái mẫu cạ 12, một cái mẫu cạ mà phổ thông nhất dành cho các anh em các bác đi rừng. Thế thì hôm nay em sẽ chi tiết và chia sẻ về cái cách làm bàn đĩa để các bác anh em nhà mình khi xem cái video này về có thể tự làm cho tiết kiệm. Thì như là tôn thì các anh em các bác hãy chọn tôn hoa nhé, một cái tôn có cái độ dày nhất định. Với cái tôn này thì các anh em các bác có thể áp dụng vào tất cả các loại cạ từ 12 trở lên đều có độ lẩy nhé, bởi vì cái này nó dày. Thế thì bên em với những cái chất tôn này thì bên em có máy dập nhé, 100 cái sẽ như cả 100. Thế cho nên các anh em các bác mà khi đặt cạ của bên em thì sẽ yên tâm nếu mà đặt cả bàn nhé. Đặt với cái cạ 12 này thì mà các bác anh em mà mua nhé, một chiếc cạ mà khi mà mình chưa yêu cầu thì một chiếc cạ nó sẽ chỉ có một chục lẫy như này thôi. Đấy, một chục lẫy như thế này sẽ đi theo một chục cạ một chục lẫy. Nhưng khi anh em mà đặt cạm của bên cơ sở em ấy thì em sẽ tư vấn cho cụ thể một chiếc cạm có cả đĩa cả dây về các anh em thì mình chỉ việc đi đánh thôi. Thì một chiếc cạm có cả đĩa cả dây thì như thế nào? Thì đây là một chiếc cạm 12, một chiếc cạm 12 cm nhé. Thì đây là một cái bàn đĩa của nó này, như anh em nhìn đây, cái bàn này em đã làm rồi, cách rất chi là dễ, chỉ cần đục một lỗ và gài vào là được thôi. Đấy, và dây thì sẽ luồn vào cái mắt này nhé, luồn vào đây. Dây thì chị chọn là dây phanh dài và là loại to nhất luôn, em không cung cấp loại nhỏ nhá. Đấy. Và cái dây này ở trên thị trường thì như người ta bán là 4 và 5 nghìn đồng, nhưng mà các anh em các bác mà khi mua cạm của bên em đi, có những mẫu cạm thì em sẽ tặng anh em. Còn riêng cái mẫu cạm 12 là dây đi cùng cả bộ, cũng như làm cả bàn thì có cả dây nhá. Đây là cách quấn vào khi đi rừng về để cất đi này, kèm theo một chiếc lẫy nhá, như thế này là sẽ đủ bộ về chỉ việc đi đánh thôi. Thì thời tiết ở nhà em bây giờ là em ngoài Bắc nhá, 7 giờ tối rồi. Và do nhu cầu của các bác yêu cầu là muốn xem chọn bộ cạm 12 như nào thì em vẫn làm một cái video để gửi tới các bác anh em để tham khảo cái mẫu cạm 12 của bên em. Cạm thì bên em thì cung cấp số lượng rất chi là lớn, bởi vì đơn vị em chuyên cung cấp với giá sỉ, số lượng nhiều. Khi anh em mà cần nhiều đi đánh hoặc là cần bán hoặc là cần số lượng, em sẽ để được giá rất chi là hợp lý nhé. Tất cả các bác anh em mua lẻ, mua sỉ giá đều hợp lý nhất. Khi xem được video này của em, hãy alo trực tiếp luôn nhé, qua đầu số điện thoại là 0865692498. Đó là số điện thoại chính, trực tiếp em sẽ tư vấn các bác anh em về tất cả những cái mẫu cạm. Thì đây là cái mẫu cạm đánh trồn, đánh cáo, đánh sóc, đánh gà rừng, đánh cò, đánh vạc, đánh chim đều ok hết nhé, mẫu cạm đa năng. Mà cái chức năng của cái mẫu cạm này nó hiệu quả đến bất ngờ, bởi vì em đã gửi cho các bác rất nhiều với những cái phản hồi các bác gửi ảnh nhé, gửi video khi đánh với những con thú thật sự rất chi là vui. Đấy. Vâng, khi các bác mà đang cần cái mẫu này thì hãy alo tới bên em nhé, trực tiếp luôn, hoặc là để lại số điện thoại ở dưới cái video này. Dây em sẽ gửi cho các bác cái loại dây sẽ đẹp nhất như thế này, dài nhá, đảm bảo nhá. Đấy, đảm bảo cho các bác các anh em đi rừng cái độ dài thoải mái để buộc. Đấy, thì bên em đang làm để gửi cho các bác anh em đây, mấy trăm cái thì chắc hôm nay làm tối mới xong. Đấy, anh em nào mà đang cần thì alo luôn, em làm luôn tiện thể nhá. Sắp sửa đối vụ đi đánh nhiều rồi, anh em mình chuẩn bị cạm đi. Đấy, đi đánh thì rất chi là vui, mà cái cạm này nó hiệu quả dành cho các bác anh em về đánh những con thú rừng, hoặc là đánh cò, đánh vạc, đánh chim đều được hết nhá, đánh chuột. Bên em thì với những cái mẫu cạm to thì bên em còn có cạm chuột 9 cm, giá của nó rất chi là rẻ, có 80.000 một chục thôi. Cái đấy thì dành cho các anh em đi săn chuột thịt, số lượng độ 50-100 cái thì đánh cả vài năm, mà đánh chuột thịt thì rất hiệu quả với cái dòng cạm kẹp chân không chết này nhá. Tất cả những cái mẫu cạm kiềng này khi các bác anh em mua là nó chỉ kẹp chân thôi nhá, không con nào chết cả. Còn nếu như anh em mà muốn bẫy lồng, chọn vẹn cả con trong lồng, em cũng có lồng nhá, các loại mẫu bên em đều có. Vâng, thế các anh em mà quan tâm tới tất cả những cái dòng khác thì đừng quên ấn like, chuông, đăng ký ủng hộ kênh em nhé. Mỗi lần em sẽ chi tiết về một mẫu cạm để gửi tới các bác anh em. Chào và hẹn gặp lại ạ.